Rồi, ok anh em, đây em sẽ quay sơ cho anh em mình xem chi tiết con xe để anh em mình cảm thấy ok thì anh em mình chốt xe liên lạc nha. Đó, hôm hồi nãy thì mình quay hướng bên kia thì mình quay hướng bên này cho anh em mình xem. Đó, nhìn ha, đồng hồ rất tiên qua trên này đi. Nè, bi đông nè. Phone lớn luôn, đồng hồ điện tử nha, anh em bấm này. Nè. Đó, anh em thấy không? Khá là ok luôn. Đó, anh em thấy không? Tuyệt vời luôn. Đó, nhìn đây khối bếp ga này. Nè, khối bếp ga luôn nha. Đó, anh em tắt nè. Đó, anh em thấy không? Quạt gió em bật lên là quạt gió nó quay cái nước nó hoạt động nè. Đó, anh em thấy không? Rất là ok nha, kính nước, kính đồ là dây nhợ đồ đường quần hết. Rất là kỹ càng, hệ thống bình xăng của nó nguyên zin hai bình. Đó, rất là ok anh em. Máy thì máy zin nha, máy nước nha, là mát máy bằng nước. Đầu lồng hơi có hai cây đầu lồng hơi lên ha. Nhìn rất là lịch lãm luôn anh em. Mẫu Spa hạt lay tem chìm trong luôn, nhìn rất là ok. Nói chung con xe này quá là tuyệt vời. Đó, mẫu này thì khá là nghệ sĩ anh em, khá là nghệ sĩ luôn. Đó, nên anh em nào thiện chí muốn mua những dòng này thì nhanh tay liên lạc cho mình nha. Vì mẫu này hiện tại nó nhập về Việt Nam hồi xưa không bao nhiêu chiếc đâu nè, rất là ít, rất là ít. Cái mẫu kia cũng giống vậy nhưng mà mẫu 150 nha, nó khác hoàn toàn nha. Còn mẫu này là một mẫu 170 nha. 170 thì anh em mình vẫn sử dụng bằng lái ha, một bình thường nha anh em, không cần đổi bằng lái nha. Anh em để ý nha, cái mẫu 150 cũng có cái mẫu tựa tựa giống vậy nhưng mà nó không có cái nước nha, mà cái bánh mâm bánh rồi nó nhỏ hơn, đĩa rồi nó khác nha, nó khác hoàn toàn luôn, phục đồ nó khác hết nha anh em. Cũng có 150 mẫu giống vậy luôn nhưng mà nó không có giống vậy, anh em nhìn kỹ thì anh em sẽ thấy nó khác rất là nhiều. Còn cái mẫu 170 này nó nhập qua Việt Nam rất là ít anh em, đó rất là ít. Bánh mâm là xi luôn, đẹp nè. Máy 170 kích nước, đó, máy lớn nha. Đó, bi đông nó phục nó chỉa xuống dài tới phía trước nha. Chứ không có giống như một mẫu 150 nha. Anh em mình để ý đừng có lộn mẫu 150 nha anh em. Đó, con này hiện tại bên mình đang bán ra với giá 65 triệu đó anh em. Bên mình bán ship luôn cho anh em luôn. Đây, bánh mâm nè. Đó, anh em thấy không? Anh em nhìn cái phục nó chỉa tới phía trước nè, cái mẫu này khá là hình. Rất là hiếm nha, em bán xe em biết mà. Cái gì thì em nói rõ để cho anh em hiểu. Cái mẫu này cực kỳ hiếm luôn, đèn led đèn led xịn luôn anh em. Hai cây trợ lực đèn led sáng, ốc tán cuộc nè, hoạt động bình thường hết. Đó, rất là ok luôn. Đấy, anh em mình để ý ha. Kết nước vẫn hoạt động bình thường, thắng đĩa rồi. Nói chung dây nhợ rất là ok, tuyệt vời. Đó, cốp kiếc rồi đầy đủ hết. Anh em mình để ý. Anh em nào mua thì chốt nha, liên lạc cho mình số điện thoại là 0369 669 659. Hoặc anh em trực tiếp ghé thẳng tại địa chỉ cửa hàng bên em là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha anh em. Đây thắng địa sao luôn, bánh mâm là xi. Bánh mâm xi, mở chrome rất là đẹp luôn. Đó, nước sơn thì không có một vết chạy nha, không có té bể hết nha ha. Đó, anh em mình để ý ha. Là cái phone xe thì nó trông rất là hiếm. Đấy, bên mình thì cũng còn khá là nhiều các dòng hạt lay. Đó, có 3 mẫu lận. Anh em nào mua thì có ghé lại địa chỉ cửa hàng bên mình để xem xe nha. Đấy, anh em nhìn ha, rất là đẹp. Cái phone xe mẫu này thì cực kỳ hiếm rồi. Đó. Nếu anh em đã chơi xe anh em mới biết thôi, chứ còn nhiều lúc anh em mua về thì anh em thấy là đơn giản vậy đó. Nhưng mà đi tìm mua những con xe như độc lạ như vậy nó rất là hiếm anh em, rất là khó chứ không phải là dễ. Đó, vỏ nè. Đó. Dòng này thì phải chạy vỏ nhỏ nha, chứ không có chạy vỏ lớn được. Vì cái mẫu phục dài, phục chỉ dài đó phía sau. Phía trước thì nó xài là vỏ nhỏ. Đó, vỏ nhỏ nhưng mà đường kính rất là bự, đường kính 21 lận. Đường kính 21 lận. Đó, anh em thấy không? Rất là ok nha anh em. Đấy. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh bên cửa hàng Tuấn Mô Tô thì anh em chịu khó bấm chữ đăng ký kênh giùm em để mình tiếp tục cập nhật theo dõi những video sau bên cửa hàng mình đăng lên. Còn anh em nào đăng ký kênh rồi thì anh em ủng hộ cho mình một like và một lượt chia sẻ video nha. Nhông sinh đĩa 12 ly rất là lớn. Đó, máy thì 170. 170 thì anh em vẫn sử dụng bằng lái một bình thường, anh em mình không cần đổi bằng lái nha. Không cần đổi bằng lái, cản dừa thì bên mình có gắn đầy đủ hết. Cái phone xe cái anh em nhìn ha, cái eo chỗ này rất là đẹp. Rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Nó yên nè. Nên nhìn bình xăng nè, cái đồng hồ để bình xăng luôn. Đó, anh em thấy không? Cực kỳ ok luôn anh em. Đó, máy giờ sập rất là đẹp. Đó, máy ring nha, máy 170, máy ring. Máy nước nữa anh em, đó. Quạt gió kích nước và các cảm biến nhiệt luôn, làm mát máy bằng nước này nha. Mấy con này nhìn rất là ngầu. Máy nước thì nó đầy đủ đồ hết cho anh em. Nó nhìn cái máy nó rất là đầy đủ. Đầy đủ luôn. Đó, nên anh em nhìn chiếc xe nó rất là ngầu. Đó, anh em mình để ý ha. Bô này, hai cây bô hai bên nổ rất là ấm, lực luôn. Lực và rất là mạnh nha anh em, chạy nó rất là mạnh nha. Đó, anh em nào mà chưa chắc chưa nhiều ít anh em chạy 170 lắm. Chạy 170 thì nó lực và nó mạnh lắm. Nó gồng cái máy lên, nó rất là mạnh. Đó, anh em chị anh em nhiều anh em chạy 125 rồi rebel rồi.
Rebel thì cũng 170 nhưng mà cái mã lực nó không có bằng cái con hạt lay này đâu. Lay này nó rất là mạnh, cũng là máy 170. Nhưng mà cái máy này nó nổ rất là lực mà mạnh anh em, chạy anh em thả cái côn ra là nó rượt, nó chạy ghê lắm. Nó cũng Rebel 170 nhưng mà cái mã lực nó không bằng cái mã lực của con Super Hạt Lay 170 này đâu. Đó, dên đồ, cam cò đồ nó khác, mạnh. Đó, anh em mà để ý ha. Giá bên mình đưa ra với giá là 65 triệu là bên mình bao ship cho anh em luôn nha, bao ship cho anh em toàn quốc luôn. Đó, anh em mình mua thì bên mình, nếu như anh em ở xa mà không lên được địa chỉ cửa hàng mua thì bên mình vẫn bao ship cho anh em. Mẫu này mà anh em ra những cửa hàng khác nó bán 8 mấy, 9 mấy triệu anh em, chứ không có rẻ đâu. Em khẳng định với anh em, cho anh em dò giá luôn mấy con này luôn. Đó, mấy mẫu này mà ra cửa hàng khác là bán 8 mấy, 9 mấy triệu chứ không có 7 mấy luôn, không có 6 mấy đâu. Bên mình bán ra chỉ có 65 triệu thôi, quá rẻ luôn anh em. Vậy mà anh em không tìm mua, giờ anh em mua Rebel 4 mấy, 5 mấy thôi, 4 mấy, 5 mấy triệu mới có xe đẹp. Mà con xe này phải nói là gấp mấy con Rebel. Đẹp gấp mấy con Rebel, mà ngầu gấp mấy con Rebel nữa, chất lượng hơn gấp mấy con Rebel nữa. Đó, anh em mình để ý ha. Rồi, video này thì em sẽ ngưng video này và hẹn gặp lại anh em video sau nha. Anh em xem video thì anh em hết video thì anh em nhớ ủng hộ em một like và một lượt chia sẻ với anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Phone này mà anh em mua xe mà anh em không mua cái, không chọn cái phone này thì em thấy khá là uổng luôn. Em bán xe mà em thấy cái con xe này em còn ghiền nữa. Còn ghiền nữa đó anh em, vì con xe nó quá đẹp luôn. Nó quá đẹp và chất lượng nữa. Mấy dòng này anh người ta đi người ta sử dụng rất là kỹ anh em, chứ không có giống như những con xe rim, xe quay hoặc những con xe tay ga là nhiều người đi. Còn những con xe này thì người ta trong gia đình người ta mua về chỉ có một người chạy thôi. Người nào mua là người đó chạy này, chứ như vợ con đồ cũng ít chạy lắm. Nên những con xe này nó còn rất là đẹp mà nó còn rất là chất lượng. Đó, anh em mà để ý ha, rất là ít đi nữa. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Em hẹn gặp lại anh em video sau.